Tối ngày 26 tháng 12, trên sân vận động Thống Nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2023-2024. Sở hữu mạch bất bại trong 4 trận đấu vừa qua, cùng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đặt mục tiêu sẽ thu về một kết quả khả quan tiếp theo. Thế nhưng, ý định đó đã vấp phải sự kiên cường đến từ đội bóng Núi Hồng. Phần lớn thời gian của hiệp 1 và hơn 10 phút đầu của hiệp 2 chứng kiến những diễn biến khá tẻ nhạt khi cả hai đội lựa chọn lối chơi thận trọng. Tưởng chừng như chủ nhà và đội khách sẽ rời sân với một điểm trong tay, thì đúng vào phút 67, Văn Đức có đường chuyền bóng chuẩn xác vào bên trong để Trần Đình Tiến đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù đã rất nỗ lực sau đó, tuy nhiên chiến hàm đỏ không thể thay đổi được kết quả và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Trong năm trận đấu vừa qua thì theo đánh giá cái giai đoạn như giờ ban đầu, đội chúng tôi chơi đã có những sự thay đổi về cái đội chuyên môn và có những khởi sắc rất là tốt. Và trong giai đoạn cuối trận đấu ngày hôm nay, thực sự thì về cái con người thì chúng tôi cũng đã làm hết cái khả năng trong con người chúng tôi vận dụng vào cái chiến thuật. Và sự bất ngờ trong chơi trận đấu ngày hôm nay đối với chúng tôi là rất khó khăn trong cái đấu pháp chuyên môn, đặc biệt là các đối thủ của chúng tôi là những trận đấu về sau này là các đối thủ hầu như đá phòng ngự là nhiều, và chúng tôi hoàn toàn bế tắc trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là cái sự tập trung của các cầu thủ và cái sự đoàn kết trong lúc khó khăn của chúng tôi, và tôi rất mừng là trong cái thời điểm khó khăn ấy, là các cầu thủ và tất cả các ban luyện lãnh đạo thì chúng tôi vẫn là nghĩ cho nhau nhiều hơn và nghĩ đến cho câu lạc bộ nhiều hơn, thế nên nó tạo được sức mạnh.